chúng sanh bị tăng bắt đỏ bằng sanh. Chúng sanh sẽ tạo chưa ác nghiệp, do vô thủy tham sân si. Tùng thân ngữ chi sợ sanh, nhất thiết chúng sanh và sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Con này còn gọi là con móng ngựa, tiếng Anh của nó cua móng ngựa. Ủa mà có mấy con này sao thầy không thả đi thầy Ti? Để chi cho chọc ghê vậy? 10.000 một con, rồi anh thả đi. Bây giờ bà con thả mấy này nha, tội nghiệp quá. Cảm ơn nhiều đi. Là 10.000 con á. Bây giờ bật điểm hết chưa? Rồi con cảm ơn nhiều. Rồi, rồi quý vị về gắn niệm Phật nha. Nguyện đem công đức niệm Phật này phóng sanh hồi hướng về tất cả chúng sanh hư không khắp khắp giới, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề, đắc một bảo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi về gắn niệm Phật nha. Thành Phật thành Bồ Tát quay lại ta bà cứu độ chúng sanh nha. Rồi A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn sót con nào?